tới 4 câu rồi nhé. Pha đầu tiên. Bên đây Thịnh cũng đã 4 câu rồi. Đó, vô. Cái gì đó? Một em đầu tiên. Đây. Hai mọi người. Anh em mình câu cá này đây. Hay quá Thịnh ơi. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nha. Thì lâu quá rồi anh em mình mới trở lại mọi người. Do tình hình ở quê mình, tình hình dịch bệnh đó, với lại anh em cũng có người bị nữa, nên là lâu nay không có quay ra clip nhiều cho mọi người được. Thì hôm nay anh em cũng khỏe lại một số rồi. Thì hôm nay mình với lại Thịnh Lầy với lại Phi sẽ đi câu cá mọi người nha. Còn một số nó đang bị. Anh em mình sẽ đi câu cá, thì lúc này anh em sẽ đi câu ngoài cái chỗ bãi ở mình gọi là cái rộ mọi người nhé. Giờ anh em mình sẽ bơi thúng ra kia câu. Bây giờ mời mọi người theo chân anh em mình nhé, để xem hôm nay anh em mình câu được gì không. Rồi go. nước sông từ để lên vậy. Rồi anh em mình vừa tới điểm rồi. Mấy cái này là người ta đang làm những cho những con sò hả? Con nó con gì Phi? Mấy con đường sò làm cái dây này cho sò nó bù vào. Những con này là để làm cho tôm hùm đó mọi. Đây trong này là nguyên những cái dây, những cái ống phao vậy là có dây người ta cột thả xuống cho cái con của nó bù vào. Dạ. Tạo mua cao chứ đâu biết hả? Mình câu trong bờ nè, có can con nhỏ này được rồi. Cố lên Định ơi, gió lên rồi. Rồi, anh em vừa mới tới điểm mọi người. Giờ sẽ cột thúng lại ngay chỗ mấy cái cọc này để câu cá keng mọi người. Câu giữa xong luôn. Thì để xem có cá gì mà chủ yếu là câu cá keng. Giờ Phi sẽ tiến hành ra cần uống nước ra hả? Cá chưa có mà hút thuốc với uống nước quá. Ô kẹp vậy là ứng khỏi trôi rồi. Có cần may mắn luôn à? Đâu, cần đỏ đó hả? Rồi, ra cần. Để xem Thịnh ra cần coi có may mắn không nè. Rồi, anh em vừa mới buông câu rồi nhé. Pha đầu tiên. Bên đây Thịnh cũng đã buông câu rồi. Đó, vô. Cái gì đó? Một em đầu tiên. Đây hai mọi người. Anh em mình câu cá này đây. Hay quá Thịnh ơi. Chắc có nằm ở trong rồi. Rồi ngoài nó không có hả? Bỏ nó vô luôn. Một em đầu tiên. Lúc này cần may mắn của Thịnh nè. Đó. Tính gửi cho em tính. Tính. Đây mọi người. Đây mọi người nhá. Thả xuống ăn liền. Ở ngoài không ăn nha, nó nằm ở trong rùa nè. Hai em. Rồi, cho miếng mồi luôn. Nè. Đây mồi nè. Thiếu mồi, thiếu pin nữa nè. Đã quá mọi người, thả xuống ăn liền, sướng câu có keng rồi vậy. À, bên này Phi cũng đã ra cần rồi. Thả ra ngoài luôn. Tiếp tục.
Ông vô thúng vô. Tại vì đòi thúng rồi. Chưa tới đất á phía, tới đất nữa mà. Tới đất mới được. Lò bấm mới quay. Lò bấm mới quay hút phát hết mọi người. Dạ thịt em ra thịt. Ok để mình móc mồi mọi người. Một con nữa mọi người. Mình vừa rồi con bị trật mà. Để coi kiếm lại em khác. Rút lên tí nữa, rút lên tí nữa. Cá cũng tương đối nhỏ chứ không phải có lớn. Đầu dính dính. Gửi trong cá, gửi trong cá. Rồi thả luôn. Đây mọi người, đã chưa? Cá này anh em quyết định hôm nay câu nhiều tí nha. Rồi giờ để mình gỡ cá mọi người. Mồi là mồi tôm mọi người nhé, mồi tép nhỏ, tôm tép nhỏ. Giờ tiếp tục mình ra câu lại hai con rồi mọi người. Riêng bản thân mình được hai con nha, thịnh một con. Tiếp tục thay mồi đó thịnh. Cá này nó ăn mạnh lắm, ăn là hút xuống tận đáy mà. Nước và đứng nước rồi. Dễ thế phao rồi, cái này cần gì bà ăn cái bánh lút luôn mà. Cá này ăn mạnh lắm. Ăn kéo lút phao luôn. Hút đầy liền. Ừ. Tỉnh quá thằng ơi. Cũng đỡ ngoài do tay. Do trồng rồi. Đây mọi người, được một em nữa. Quá đã. Đây. Cá nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi mình chơi cỡ tiếp mọi người. Câu cá điểm đó mà nên em di chuyển thôi. Nãy anh em câu ở vị trí chỗ kia mọi người. Bây giờ đổi điểm. Câu chỗ 1. Cái xung cầu luôn quá. Xung cầu có không biết. À, giờ anh em mình sẽ di chuyển xuống vị trí dưới này mọi người nhé. Này bây giờ câu mới được 6 con.
cho em. Hay quá Thịnh ơi. Rồi anh em tới điểm mới, còn có cho anh Thịnh vuốt cho anh Thịnh còn chứ trâu đi nè. Từ từ giữ giữ em, giữ em, giữ em, giữ em một thúng thôi. Còn cái đó là cột cây này, cột đó đi. Rồi anh em tới điểm luôn. Giờ có trong hay có ngoài? Ở trong thì có dây không? Rồi ra cần. Ai là người mở hàng đầu tiên đây? Anh em vừa buông cần mọi người. Coi ai thử mở hàng khu này đầu tiên nè. Trời ra hơi gió. Không nổi đâu, Phi câu có cháu đi, có gì anh quay cho. Phi vừa trật mấy con cá lớn rồi, mình không kịp quay. Mình mới được thêm một em nữa mà quay không kịp. Để xem như nè. Bắt đầu cá có dấu hiệu ăn là đâu rồi. Thịnh bắt đầu. Thịnh bắt đầu chuyển vào trong luôn rồi, không ngồi ngoài nữa. Bút ghê. Anh em đang ngồi giữa sông rồi. Thay mồi đi. Mồi to quá. Mồi cầu cá lớn mà. Em nghe cái chích nha ơi. Chỗ em giật câu rồi. Để coi kẻ nó trong. Đây mọi người ơi. Được một con nữa. Thích đó. Gỡ giống thịnh đến đây. Cá này to nè. Nó nằm phía trên này nè, bỏ xuống cái lút đâu nè. Thúng trâu vậy, thúng trâu vậy, còn lại. Rồi sử dụng cái mồi đây luôn. Ok. Tiếp tục mình. Chưa bấm máy quay kịp luôn. Bỏ lên đây lại. Đúng rồi, tâm càng nữa. Đâu sướng. Đó, 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 đi. Nhỏ cái nhỏ. Đó cơ rồi đó. Đúng rồi. Cái nhỏ. Kéo lút phao vô mà ăn. Rồi đứt lưỡi. Ok mọi người, được thêm một em nữa nè, cá to nè. Đó. Ừ. Quá đã. Cứ cá nó vàng luôn, đã chưa? Ok mọi người.
quá đã. Lìa hút lúc sau nó nhả lại. Quê cần. Ok rồi. Em đâu không? Thầy được một em nữa. Tưởng có cháu rồi chứ. Đó, giờ em gió rồi. Vừa kịp. Hết rồi đó. Còn con. Cho con tới bự trừ mà. Đó 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 đó. Em một em nó mười đang ăn ổi. Anh gửi em nè. Từ từ đắt mát. Em ơi. Đó 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 đó. Đấy mọi người, thêm một em nữa. Quá đã. À, mồi tôm nó đây mọi người nhé. Tập. Thêm một em nữa, cứ dàn kè luôn. Thấy mọi người. Quá đã. Rồi nút lưỡi luôn rồi. Để mình tắt máy ra mình xử lý cái lưỡi này mọi người. Nút vô trong bụng luôn. Rồi nổ máy về thôi. Ok mọi người, sau 2 tiếng đồng hồ thì anh em gặp anh như bên kia mà. Sau 2 tiếng hồ thì anh em câu được ít cá nữa. Sẽ bây giờ nhỏ neo. Bây giờ mình để vô bờ để mình vớt lên được bao nhiêu con thì mình cho vô mình xem. Có về có làm món gì không? Về có làm món không? À đây mới về làm ẩm thực luôn mọi người nhé. Rồi. Cố lên phía ơi. Kéo rồi. Quay ngược cái dầm lại, quay ngược cái dầm lại cho nó thấy cái đó. Hiện tại đó là gió. Nước này sao lỗi. Anh em mới vừa tới bờ ta, giờ kéo thúng lên. Thành quả của anh em được 20 con không? Được 20 con rồi. Đây. Ok. Có rô. Rồi, giờ về thôi. Rút. Ok. Được bao nhiêu con? 13 con hả? Đây rồi, giờ bắt đầu Phi sẽ chế biến món. Nấu gì đây? Bôi con mà chia he nhỏ rồi. Giờ nấu. Giờ nấu gì? Nấu rau chua. Ok, để giờ Phi nấu rau chua mọi người nhé. Cá nhảy ra ngoài luôn à.
Phi. Đây, Phi đã làm món xong rồi. Món này nấu nhanh thôi mọi người. Đã chưa? Không ăn miếng ăn cơm. Cơm chứ. Đây, món này tuyệt vời mọi người. Cái này nước sôi lên nè. Mọi người thấy cá nó nước rồi đã không? Rồi, lên bếp. Cái này nước bỏ nước sôi vào, nước sôi lên rồi cho cá vào. Cho gia vị nữa, ớt, hành. Bỏ rau chua nữa là xong, thôi. Quá tuyệt vời. Rồi, lên món thôi. Anh em mình ăn với củ kiệm nữa. Cá này Phi làm chén nước mắm ớt đã không mọi người. Nè. Nước mắm ớt này ăn với cá nè. Để mình thử review miếng coi. Cá mình mới vừa câu lên nè. Thịt trắng không mọi người. Chấm miếng nước mắm. Wow. Ngon. Thơm á. Thôi em ăn đi. Sao dễ vậy? Dễ ngoài không? Ừ, ngon á. Thịt thơm phức á. Phi dứt nè. Mà nay mày khá ngon rồi. Thơm. Thịt ngon lắm Thịnh ơi. Ngon thịt thơm. Làm miếng củ kiệu nè. Ngon rồi. Lâu lâu ăn lại. Chứ sắp tới anh em sẽ quay lại quay nhiều clip chua cay cay ngon phục vụ cho mọi người. Thịt thì ăn à. Nước khác luôn hả? Nói như ta tròn mày. Tròn nè. Em đã nửa nợ rồi mày. Mày ăn miếng không? Không. Ăn miếng không? Mày ăn miếng thì tao luôn miếng đó chứ. Chờ chút nước tôi ăn cơm với cơm với chai với chai. Đi cùng thống hả lại. Cùng thiền mà sao kỳ đó. Ok hay. Cá ngon lắm thật ạ. Ok. Quá đúng bè đó. Chắc. Ở quê là vậy mọi người, ở quê mình là vậy. Dễ kiếm đồ ăn lắm. Ăn cao sang không có, nhưng mà còn ăn dân giả đạm bạc thì dễ kiếm lắm. Mà thấy thịt cá đã không? Có tiền cũng mua được. Đã không thịt? Có. Không muốn nữa. Quá ngon. Không thịt cá không muốn nữa. Chắc nó má đỡ con má đi. Làm mới đỡ con mới à. Đọc gì nữa nữa. Quá ngon. Rồi, mình cũng xin phép tạm ngưng video ở đây nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh mọi người nhé. Rồi, tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Ok, trước thôi. Tranh thủ đang nắng nóng hút miếng. Tranh thủ đang nóng, ăn vẫn ngon.